dù là đi du lịch vẫn không quên đem cái chai này, rửa mặt rất là hay luôn. Nói chung là đi nguyên một ngày, giờ là 2 giờ rồi đó, không nhìn được rồi. Mà cái này rửa mặt bóng bóng hay không? Không cần làm gì để vậy lắm, nó xùi lọt đi. Nó không cứ hãy số ra cho mình, hãy đọc từ trên giấy. Đi nguyên ngày nó đọc trắng lên mình. Giờ rút ra. Sữa mặt này, hai đốt tối, ngon lành.